Trước tiên thì xin kính chào anh chị nhà đầu tư trong cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Thì cũng một thời gian rồi thì Phục cũng đã livestream, thì hôm nay thì cũng lên trực tiếp trao đổi với các anh chị về một số các cái nội dung. Trước tiên đó là nội dung về việc khai thác các cái kiến thức ở trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của chúng ta, để làm sao chúng ta vào đây không những là tích sản được mà còn tích sản cả về kiến thức nữa, tức là nâng cao cái trình độ, cái năng lực đầu tư trong tương lai của chúng ta, để từ đó có thêm hiểu biết cũng như niềm tin vững chắc vào cái công cuộc đầu tư, hướng tới tạo ra một cái kênh thu nhập bền vững và tự do tài chính. Còn xa hơn nữa đó là hướng đến những người xung quanh của chúng ta cũng được thành công, để từ đó có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Đây là cái giao diện của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của chúng ta đây ạ. Được. Đây ạ. Vâng. Thì rất nhiều các anh chị đặt cho Phục những cái câu hỏi đại loại như là vì sao đầu tích sản cổ phiếu RE chẳng hạn, hay vì sao tích sản cổ phiếu FPT, hay vì sao tích sản cổ phiếu Thế Giới Di Động, vân vân. Thì thực sự thì những anh chị mới vào có thể chưa tìm hiểu được nhiều. Thì hôm nay thì Phục sẽ trao đổi về cái vấn đề đó để anh chị khai thác được những cái kiến thức trên này. Thì để anh chị muốn tìm hiểu, ví dụ như nhiều anh chị hỏi rằng vì sao mà lại tích sản cổ phiếu RE chẳng hạn, đúng không ạ? Cổ phiếu RE này, thì các anh chị bấm vào search, các anh chị bấm RE và các anh chị tìm kiếm là ra ngay. Thì ra tất cả những cái thông tin liên quan đến cái cổ phiếu RE này. Đó, tất cả các thông tin, đúng không ạ? Rất là nhiều, tất cả các thông tin. Và chúng ta hãy chú ý đến đánh giá, đây chính là cái nội dung các anh chị cần quan tâm đây, đúng không ạ? Các cái nội dung các anh chị cần quan tâm rất đầy đủ ở trong đây. Đây chính là nội dung các anh chị cần quan tâm nhất. Ví dụ, các anh chị muốn biết vì sao mà lại tích sản cái cổ phiếu RE này, thì vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, tức là cách đây đâu đó khoảng 6 tháng, hơn 6 tháng, đúng không ạ? Thì AZFIN cũng đã đánh giá cái cổ phiếu RE để lý do vì sao tích sản nó, đúng không ạ? Và chụp ảnh lên đây rất rõ ràng và đầy đủ để các anh chị có thể từ đây nghiên cứu hiểu về cái công ty cổ phần cơ điện lạnh này, đúng không ạ? Vì sao nên tích sản cổ phiếu RE. Ví dụ thông tin chung thì công ty cổ phần cơ điện lạnh thì thành lập năm 1977. Tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Quốc doanh Cơ điện lạnh thuộc sở hữu nhà nước, là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Đó, rồi là công ty đầu tiên niêm yết với mã chứng khoán RE vào ngày 20 tháng 7 năm 2000 trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không ạ? Thì ở trong cái ngày 28 tháng 2 năm 2000 này thì có hai doanh nghiệp niêm yết, một là RE và hai là SAM. Thì RE thì được gõ cổng trước, thì đó được coi là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Đúng không ạ? Đây các cái thông tin chung đây. Đúng không ạ? Cái thông tin cái ngày cập nhật giá thì giá nó đang 55.700 đồng, đúng không? Vân vân. Thì vì sao lại tích sản cổ phiếu RE? Một, thương hiệu mạnh, lâu đời, có uy tín trên toàn quốc. Đúng không ạ? Với 44 năm hình thành và phát triển. Rồi triển khai tới 1.300 dự án, được nhiều khách hàng công nhận, cũng như đạt được nhiều giải thưởng uy tín. Đúng không ạ? Đối với nền tảng tài chính thì lành mạnh, qua nhiều năm trả cổ tức tiền mặt thì đều đặn. Đúng không ạ? Các mảng kinh doanh thì phát triển tương đối bền vững và có triển vọng trong tương lai. Đó, và nó hoạt động trên 4 lĩnh vực đây. Thì, tức là các anh chị đã có được cái kiến thức hiểu về cái doanh nghiệp này. Ví dụ, lĩnh vực đầu tiên là mảng cơ điện lạnh và điều hòa không khí, gồm có RE, M&E là doanh nghiệp cơ điện số 1 Việt Nam luôn, chứ không phải hàng đầu. Đúng không? Repro là nhà thầu EPC, tức là tổng thầu cho các dự án năng lượng mặt trời, áp mái. Retech và AMC là phân phối điều hòa không khí thương hiệu Zetech, Retech và Fujitsu, đúng không ạ? Rồi mảng kinh doanh điều hòa, vân vân. Rồi cái mảng lớn thứ hai đó là mảng phát triển bất động sản và văn phòng cho thuê. Thì phát triển bất động sản, RE vận hành các cái tòa nhà văn phòng, đúng không ạ?
với diện tích cho thuê hơn 150.000 m2 tính đến năm 2021-2022 này, và sẽ tăng lên 200.000 m2 khi eThao 6 chính thức vào hoạt động năm 2023. Thì như vậy, nói rõ hơn thì doanh nghiệp này, cái mảng cho thuê văn phòng nó là lớn nhất Việt Nam hiện nay, thuộc dạng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Riren là đơn vị phát triển các dự án bất động sản của các tập đoàn, đúng không ạ? Cho thuê văn phòng thì anh chị nào ở Sài Gòn sẽ rất rõ vấn đề này. Nó với thương hiệu eThao. Rồi là mảng năng lượng, đúng không ạ? Năng lượng thì gồm rất nhiều, đúng không ạ? Năng lượng có cả thủy điện, nhiệt điện, phong điện, rồi là điện mặt trời, đúng không ạ? Rồi mảng nước, rồi các cái thương hiệu mà Ri nắm giữ đây. Đó, đây là ví dụ vì sao mà tích sản nó. Đó, vân vân. Thì ở đây, AZFIN đưa ra đánh giá rất kỹ càng, bài bản, đầy đủ để anh chị có thêm những cái thông tin, những cái kiến thức hiểu về doanh nghiệp. Tức là không những chúng ta chỉ tích sản không mà chúng ta còn phải học hỏi kiến thức hiểu về doanh nghiệp. Được chưa? Đó. Thì tiếp theo, các anh chị muốn tìm các cổ phiếu khác ở đây rất có rất nhiều. Ví dụ Thế Giới Di Động chẳng hạn. Các anh chị tìm là nó ra ngay. Đó. Thì anh chị cứ kéo xuống là anh chị được khai thác được. Đây, ví dụ Thế Giới Di Động đây. Ngày 16 tháng 7 2021 đây. AZFIN đưa ra đây. Đúng không ạ? Gồm có những yếu tố chính: thương hiệu mạnh, uy tín, quản trị xuất sắc, lãnh đạo tài năng. Đúng không ạ? Năng động trong chiến lược, đi đầu trong áp dụng công nghệ. Đây. Các anh chị có thể thấy rất rõ, đầy đủ về cái cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thế là khi các anh chị đọc được 30 doanh nghiệp, hơn 30 doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn được AZFIN phân tích đánh giá đầy đủ kỹ càng như thế này, thì tự nhiên trong cái đầu của anh chị nó đã có cái lượng kiến thức của hơn 30 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam rồi. Đó là những cái kiến thức rất thú vị, rất hay để anh chị có thể hiểu về doanh nghiệp. Và xin thưa với anh chị là cũng không nơi nào ở Việt Nam là có được những cái thứ như thế này để các anh chị có thể nâng cao được kiến thức. Chính vì thế cho anh chị hãy cố gắng để có thể tận dụng những cái thứ có sẵn ở trong cộng đồng tích sản của chúng ta. Đúng không? Đây, ví dụ cổ phiếu Ri đây. Đúng không? Thì Phục chia sẻ là cái thời hoàng kim trở lại, AZFIN khuyến nghị rất lâu. Đúng không? Từ tháng 10 2018 đến nay đâu đó tăng khoảng hơn 3 lần, gần 4 lần. Đúng không? Rồi lý do về tích sản các anh chị cứ kéo xuống là sẽ có những lý do vì sao tích sản nó. Đây, ngày 26 tháng 3 năm 2021 đây, có phân tích rất rõ vì sao tích sản cổ phiếu FPT. Một, sở hữu mảng kinh doanh cốt lõi đầy hứa hẹn với mức tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Đó chính là mảng FPT Shop, Shop Software. Tức là nó là mảng phần mềm. Rồi bên cạnh đó mảng viễn thông thì cũng tăng trưởng hai chữ số, rồi mảng giáo dục cũng tăng trưởng rất mạnh. Đó, vị thế là tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam, nổi tiếng với văn hóa vững mạnh, triết lý độc đáo làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Rồi tiềm năng tăng trưởng ở cả thị trường quốc tế và nội địa. Thì rõ ràng nó đúng với một cái xu thế trong tương lai của cái lĩnh vực công nghệ, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Thì các anh chị có thể vào đây có đầy đủ các cái thông tin rõ ràng về các doanh nghiệp để anh chị có thể an tâm tích sản, đúng không ạ? Hay là anh chị quan tâm đến cổ phiếu Techcombank chẳng hạn, thì các anh chị vào đây, đúng không ạ? Nó cũng sẽ đây, mời anh chị rất đầy đủ luôn. Đó. Đấy là việc khai thác cộng đồng tích sản của chúng ta, đúng không ạ? Đây, rất nhiều kiến thức thú vị cho các anh chị để có thể tận dụng vào trong việc tích sản cũng như là học hỏi nâng cao kiến thức. Đó, thì trên đây là Phục đã giới thiệu cái cách mà các anh chị có thể tìm kiếm thông tin về các cái cổ phiếu tích sản mà các anh chị muốn hướng tới, nhắm tới là như thế nào. Đúng không? Còn tiếp theo, nếu các anh chị muốn biết danh mục 32 mã gần nhất thì các anh chị vào cái phần thảo luận đi. Đúng không? Vâng. Thì các anh chị cứ vào cái phần đầu đi, tổng quan đi. Rồi sau đó thì các anh chị bấm vào, ở đây nó tự hiện những cái slide quan trọng đây. Đây, danh mục 30 mấy mã của chúng ta đây. Đây, các anh chị, danh mục mã.
có giá cân nhắc ngừng tích sản, tức là giá trên giá này thì chúng ta sẽ ngừng không tích sản nữa. Đó, giá cân nhắc bán tức là trên giá này chúng ta có thể bán. Được chưa? Có thể, còn rất nhiều anh chị có thể giữ lại. Đúng không? Nếu anh chị vẫn muốn giữ rất lâu dài thì hoàn toàn có thể giữ lại được. Vì sao lại đưa giá cân nhắc bán ở đây? Bởi vì rất nhiều anh chị vẫn còn khá sốt ruột với cái việc cầm lâu, cầm vài năm. Nhưng mà xin thưa với anh chị, cái việc cầm dài của đối với những cái cổ tốt ấy thì nó rất là hữu ích, nó mang lại cái giá trị rất cao cho nhà đầu tư chúng ta. Đúng không? Thì ở đây là AZFIN phải đưa ra để sao cho nhiều anh chị bị sốt ruột. Còn thành quả năm vừa rồi chúng ta như thế nào? Ví dụ năm vừa rồi ACV, đúng không? Chúng ta đã đạt giá tích sản rồi. ACV, đúng không? ACV này. ACV này anh chị ạ. Đã đạt giá tích sản có thể bán, tức là giá 90 có thể bán. Và lúc đưa ra tích sản, lúc đưa ra tích sản hồi cuối 2020 thì giá cổ phiếu lúc ấy đâu đó tương đương với khoảng độ 70. Và các anh chị nếu cứ tích sản rất dài thì giá trung bình đâu đó chưa đến khoảng độ 75 chẳng hạn. Thì bây giờ nó đã lên hơn 90 rồi, có lúc lên đến 96, 97, 98 này, 98, 99 rồi. Đúng không ạ? Thì cái cổ phiếu ACV này cũng đã đạt cái ngưỡng tích sản rồi. À, có thể chốt lời. Đúng không ạ? Hay là các cái cổ phiếu khác, ví dụ như là cổ phiếu Bình Minh thì cũng đã đạt cái giá chốt lời trước đó một lần rồi. Hay cổ phiếu BWE thì đã đạt giá chốt lời trước đó một lần. Và bây giờ có thể tiếp tục tích sản bởi vì năm 2022 sẽ tăng trưởng tốt. Đúng không ạ? Hay cổ phiếu FPT, đúng không ạ? Cũng đã đạt được cái lợi suất rất cao từ cuối năm 2020. Hay cổ phiếu GAT thì anh chị đã đạt giá tích sản rồi. Đúng không ạ? Như vậy là trong cái cộng đồng thì chúng tôi thống kê thì có tới khoảng độ, chúng tôi ước tính có tới khoảng độ hơn 75% số lượng cổ phiếu đã đáp ứng được cái giá đến giá cân nhắc bán. Và cái lợi nhuận thì nó rất là cao. Ví dụ cổ phiếu RE chẳng hạn, hai lần đến cân nhắc bán, chúng ta tích sản giá trung bình khoảng độ 40, tức là tích sản từ khoảng tháng 10 năm 2020 cơ. Đúng không ạ? Giá khoảng 40 thì một lần chốt lời ở giá 67, rồi sau đó thì AZFIN đưa ra đánh giá lại, thì khi giá cổ phiếu về vùng dưới 77 vẫn có thể tích sản. Và hôm vừa rồi, hôm thứ 6 vừa rồi là ngày 25 tháng 3 thì nó cũng đã đạt giá có thể chốt lời. Đúng không ạ? Hay là ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong này cũng đạt rồi này. Đúng không ạ? Vĩnh Hoàn đạt rồi này. Đúng không ạ? VIB đợt vừa rồi cũng đạt một lần rồi. Đúng không ạ? VRE về cơ bản cũng đạt. Đó, thì cũng rất nhiều các cổ phiếu đạt. Thế Giới Di Động cũng vậy. Đó, thì đấy chính là những cái mà thành quả mà chúng ta đã thu hái được. Đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta đến cái phần rất nhiều anh chị hoang mang, lo lắng bởi vì cổ phiếu của chúng ta có những cổ phiếu nó 8 tháng nó đứng ít, nó không tăng chẳng hạn. Thì xin thưa với anh chị điều đó là hết sức bình thường. Đúng không ạ? Hết sức bình thường. Thì minh chứng bằng điều đó, đó là những cái cổ phiếu, ví dụ đây, cái bài viết này tôi rất rõ, từ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Đúng không ạ? Thì hôm đó Phục chia sẻ cái câu chuyện cổ phiếu RE hai đợt trong 6 năm qua và chuẩn bị một đợt cho 3 năm tới, tức là từ tháng 4 năm 2021 đấy anh chị nhá. Thì đợt 1 thì Phục tích sản RE từ giá 15 năm 2015, thì thậm chí nó còn xuống 16.5 năm 2017 cơ. Nhưng mà trong quá trình thì cũng lại nhận được cổ tức rồi. Đó, sau đó mua tiếp lên đến giá tận 33. Dừng lại ở cuối 2017 và đến đầu 2018 bán được giá 42.5. Tức là cổ phiếu này trong vòng 2 năm nó đi ngang, thậm chí nó đi xuống cơ. Và cuối cùng lợi suất vẫn trên 50% một năm. Đúng không ạ? Vân vân. Đó, thì đây là một cái bài học chia sẻ đến anh chị. Đó, và hồi đó Phục cũng nói thẳng luôn là RE sẽ chuẩn bị tích sản cho một đợt 3 năm tới. 3 năm tới là như vậy, đúng không ạ? Đợt 2 thì tích sản từ 34 cuối năm 2018, thậm chí nó giảm về tới 26.7 vào tháng 3 2020, nhưng không hề vấn đề gì cả. Đó, mua lại lên đến 48. Và cuối cùng chốt lời như chúng ta chốt lời ở giá 67 đến 69. Đúng không ạ? Lợi suất rất xuất sắc. Đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy.
Đó. Mục tiêu đến năm 2023 giá cổ phiếu RE là 90. Nhưng mà hiện nay nó đã đến giá 80 thì anh chị đấy ạ. Thì lợi suất kép nó không phải 33% đâu. Vừa rồi AZ Fintech nó là hơn 50%. Rất nhanh. Đúng không? Rất nhanh. Rồi tiếp tục ở phía cuối này. Trong cái giai đoạn tháng 4 đó thì cổ phiếu Vĩnh Hoàn đâu đó đã đi ngang khoảng độ 7 tháng đến 8 tháng rồi. 8 tháng đi ngang rồi, 8 9 tháng đi ngang rồi. Thì rất nhiều anh chị lo lắng về cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì Phục cũng nói luôn. Vĩnh Hoàn không phải chủ lực của Phục. Nhưng Phục có tích sản nó vài phần trăm và nó có đi ngang 6 tháng hay 1 năm nữa thì càng có cơ hội để tích lũy tốt anh chị ạ. Càng có cơ hội để tích lũy tốt. Thì anh chị em nào mà yêu Vĩnh Hoàn thì hãy kiên định với mục tiêu. Và Phục tin là 1 năm nữa anh chị em sẽ phải giật mình vì sao lợi nhuận lại cao thế. Nhưng thực tế anh chị có thể thấy đúng là 1 năm rồi, từ tháng 4 năm 2021 đến nay là tháng 3 năm 2022 thì giá cổ phiếu Vĩnh Hoàn đã từ 40 và bây giờ lên tới 90 ngàn đồng. Đó anh chị ạ. Đó là cái sức mạnh của việc kiên nhẫn. Và chúng ta cầm vàng thì đừng bao giờ để vàng rơi. Đó là cái triết lý của cái cộng đồng tích sản chúng ta. Đúng không ạ? Mọi người cứ mắng cổ phiếu RE chậm không tăng. Đúng không ạ? Đùng cái nó tăng giá 5-60%. Mọi người cứ thấy là Vĩnh Hoàn không tăng. Đây. Vĩnh Hoàn đây. Anh chị ạ. Đây. Thưa mấy anh chị Vĩnh Hoàn đây. Từ tháng bao nhiêu đấy ạ? Đây 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 đây. Giai đoạn đi ngang đây anh chị ạ. Đây. Từ tháng 8, tháng 7, tháng 8. Đây. Chính xác từ đây. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 khi Phục làm cái Phục viết cái bài đó. Cổ phiếu đi ngang. Đâu đó thế là 9 tháng rồi chứ không phải 6 7 tháng đâu. Đúng không? Và nó cứ đi ngang hoặc có giá rất hấp dẫn cho chúng ta thì đấy lại là một cơ sở tích lũy cực kỳ tốt. Và anh chị thấy mà xem, nó đi ngang đúng hơn 1 năm trời, đúng không? Từ tháng 7 và đến tận tháng 8 năm sau. Tức là nó đi ngang, nó không tăng trong vòng 1 năm 1 tháng từ 13 tháng. Trong khi giai đoạn đó EVN Index tăng tới 30%. 30 đến 35% mà cổ phiếu này đâu đó tăng không đáng kể, thậm chí đi ngang. Rất nhiều anh chị ức chế. Nhưng vì nó là một cổ phiếu rất tốt, rất xuất sắc. Thế thành ra giá càng rẻ lại là một cái cơ hội càng tốt để cho chúng ta phải mua rất mạnh để tích lũy vào. Và các anh chị đã thấy rồi đấy. Đây, kết quả các anh chị đã thấy rất rõ. Đúng không ạ? Chỉ trong vòng có 5-6 tháng sau mà nó tăng giá từ khoảng 40. Đây, 40 lên giá 94. Đó là cái thành quả và cái triết lý của tích sản chúng ta. Hay là cái cổ phiếu REIT thế thôi. Rất nhiều anh chị lo lắng giai đoạn đó. Đây. Thưa mấy anh chị. Từ tháng 12. Tháng 12 năm 2020 đến tận tháng 8 năm 2021 nó vẫn cứ sập sình lên được bao nhiêu đấy ạ? Giá khoảng 60 lại xuống đến 50 lên 60 xuống lên 60 xuống 50. Rất nhiều người ức chế khó chịu. Trong giai đoạn này thì VN Index tăng cũng khoảng 30%. 30%. Thì nhiều anh chị ức chế khó chịu bán mất thì bây giờ các anh chị thấy nó tăng lên giá bao nhiêu rồi? 80 rồi. Đúng không? Mà không cần phải thấy nó tăng lên 70 thôi cũng đã đẹp rồi. Chúng ta tích lũy được giá khoảng độ 50 55. Lên 70 là chúng ta được bao nhiêu? 28 29% trong vòng có vài tháng. Mà rõ ràng chúng ta không phải mua một cục từ ban đầu mà chúng ta nhặt liên tục. Tức là cái thời gian vốn đầu tư của chúng ta có vài tháng thôi. Đúng không? Nó tăng rất mạnh đấy. Đúng không? Hay là rất nhiều anh chị chê cổ phiếu POW. Bảo là nó có triển vọng gì đâu, tại sao lại ông lại đưa vào tích sản, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có một số anh chị rất là kiên định tích sản cái cổ phiếu POW này. Thế là chúng ta cứ tích sản thôi và nó tăng cho chúng ta, đền bù chúng ta, đúng không ạ? Rất nhiều như thế, rất nhiều như thế. Đó là những cái ví dụ, cái minh chứng sống ở trong cái cộng đồng của chúng ta. Chứ đây không phải là nói lại quá khứ mà là những gì mà cộng đồng chúng ta đã trải qua, đã trải qua. Và rất nhiều anh chị đã nhắn tin trao đổi Phục, đúng là phải nói là kiên nhẫn tích lũy những cái cổ phiếu tốt, bây giờ đầu tư cực kỳ an nhàn, cứ đến tháng là các anh chị bỏ tiền và các anh chị tích thôi. Tuy nhiên thì Phục cũng lưu ý rằng các anh chị hãy tích lũy một danh mục của chúng ta khoảng 3 đến 5 mã cổ phiếu, 3 đến 5 mã cổ phiếu anh chị nhé.
hãy tích lũy khoảng 3 đến 5 mã cổ phiếu. Đừng nên một mã thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn. Nó sẽ cao hơn. Thì nhân tiện đây, cái triết lý này thì Phục cũng chia sẻ với anh chị một chút về về cái ông Apple này. Ok. Đây, biểu đồ đó đây. Chúng ta xem. Thì cụ Warren Buffett đã mua mấy chục tỷ đô cổ phiếu này. Và cụ đến nay chỉ sau khoảng độ 6 năm đầu tư, lợi nhuận tăng gấp khoảng 5 đến 6 lần từ cái cổ phiếu Apple này. Tức là cổ phiếu Apple này mang lại lợi nhuận cho Warren Buffett là cao nhất từ xưa đến nay, hơn 100 tỷ đô đây. Hơn 100 tỷ đô đây. Và hơn 100 tỷ đô la anh chị ạ. Và các anh chị thử xem. Ở đây cụ Warren Buffett mua vào cái thời điểm năm tháng 3 năm 2016 đây. Khi mua xong ở cái điểm này thì ngay lập tức giá cổ phiếu giảm đâu đó khoảng 20-30%. Nếu mà cụ giống như những cái nhà chết đinh chết đơ thì có khi cụ cắt lỗ. Đúng không ạ? Cắt lỗ nặng nề rồi. Rồi tiếp theo, cụ mua tiếp và nắm giữ đến giai đoạn này. Đến tháng 9 năm 2018, cổ phiếu giảm một mạch. Ở đây AZFIN đo được là khoảng từ 57, 58 về còn ba mấy, còn 36. Tức là AZFIN tính toán giảm 37%. Nhưng mà cụ vẫn giữ được. Còn nếu gặp phải các nhà đầu tư trader của chúng ta hoặc những nhà đầu tư ăn xổi, những nhà đầu tư cờ bạc thì có khi réo luôn cả bố cái ông CEO của Apple này lên mà chửi cả lên đi. Tại sao lại giảm 37%? Đúng không ạ? Nếu mà họ như thế, họ ăn thua như thế, họ nhìn ngắn hạn như thế thì họ đã cắt lỗ mất ở đáy rồi. Nếu cắt lỗ mất thì lấy đâu có cơ hội mà ông Buffett ông kiếm 100 tỷ đô từ cái thương vụ này. Đúng không ạ? Tiếp theo, đây anh chị thấy một lát sau nó lên và nó lại điều chỉnh vào năm 2019 này này, lại một lần nữa thì cái điều chỉnh này chúng tôi đo được là 20%. Rồi tiếp theo đến năm 2020 thì nó cũng điều chỉnh lên đến gần 30% tiếp. Đúng không ạ? Tiếp tục hay rất nhiều giai đoạn nữa là điều chỉnh. Đó, thì việc đầu tư cổ phiếu ấy nó cũng giống như đường tăng đi thỉnh kinh, đi lấy kinh. Phải trải qua rất nhiều các kiếp nạn. Phải trải qua rất nhiều những cái sóng gió trên thị trường. Nhưng nếu chúng ta không vững tay chèo thì chúng ta thường cắt lỗ đúng đáy, cắt xong nó lại bật tăng hoặc nhảy vào mua lại đúng đỉnh lúc chúng ta hưng phấn nhất. Thì đó là cái lý do vì sao có tới 90 đến 95% nhà đầu tư thua lỗ ở trên thị trường chứng khoán anh chị ạ. Và chỉ có một số ít những nhà đầu tư gọi là muốn giàu chậm mà chắc. Họ tìm những cái doanh nghiệp rất chắc chắn, rất tốt với cái giá hợp lý và họ mua vào. Sau đó việc của họ vô cùng đơn giản, đó là nắm giữ nó theo thời gian. Từ đó nó mang lại lợi nhuận dài hạn cho người ta rất nhiều lần. Anh chị có thể thấy như vậy. Và ở trong cái cộng đồng tích sản của chúng ta ấy, thì AZFIN đã sẽ cập nhật hàng tháng, hàng quý, hàng năm đối với các cổ phiếu để đánh giá liên tục xem sau một quý nó có thay đổi cơ bản không. Thế thành ra các anh chị an tâm rằng nếu nó có biến động gì về cơ bản thay đổi thì AZFIN sẽ báo anh chị và các anh chị có thể quyết ngay lập tức. Đúng không? Còn nếu nó cơ bản vẫn tốt, định hướng tương lai vẫn tuyệt vời mà giá này điều chỉnh mạnh thì không vấn đề gì cả, đó chỉ có thể là cơ hội mà thôi. Cơ hội mà thôi anh chị ạ. Đó chỉ có thể là cơ hội mà thôi. Đấy là cái triết lý của cộng đồng tích sản của chúng ta. Không phải là chúng ta cắm mặt chúng ta mua bất kỳ cổ phiếu nào, chúng ta mua mãi giá nào cũng mua, mà chúng ta mua cổ phiếu hấp dẫn, cổ phiếu xuất sắc ở cái vùng giá hấp dẫn. Và đợi đến lúc nào giá ở vùng tương đối cao thì chúng ta mới chốt lời. Còn nếu mà nó cứ mang lại cái giá rẻ cho chúng ta dài dài chẳng hạn thì chúng ta tích càng được nhiều anh chị ạ. Càng được nhiều. Nhiều anh chị cũng nói với Phục là cái cổ phiếu RE này mang lại lợi nhuận cao nhất cho anh chị. Bởi vì nó đi ngang mãi, nó đi ngang dài quá. Thế thành ra họ tích được với giá rất rẻ. Và đến lúc bật tăng thì lợi nhuận lại mang lại cao nhất. Đó thì đấy là Phục chia sẻ đến với anh chị những cái nội dung mà tích sản của chúng ta hướng đến anh chị ạ. Đó là nội dung tích sản của chúng ta hướng đến. Nó là một cái triết lý đầu tư được minh chứng
qua thời gian thực tế rất dài rồi, chứ nó không phải là một cái gì đó ngẫu hứng anh chị ạ. Thế đây cái trường hợp Apple đây, Phục viết lại ra đây rất cụ thể đúng không? Warren Buffett mua 1,1 tỷ USD sau 2 tháng lỗ 220 triệu, từ họ lỗ 20% đây ở điểm năm 2016 đây đó. Nhưng mà do đó là một cổ phiếu rất tốt, ông đã xác định rất tốt, thế này ông ta còn mua thêm rất nhiều cơ, chứ không phải là lỗ 20% ông ta ra ông ta chửi doanh nghiệp và ông ta bán cổ phiếu. Đây, rồi 3 tháng cuối năm 2019 Apple giảm tới 37% nhưng không hề hấn gì cả. Thậm chí giai đoạn này Warren Buffett còn còn mua thêm cơ. Đúng không? Rồi đầu năm 2020 giảm 27%. Đúng không? Thì chỉ có những người làm được những việc người khác không làm được thì mới có thành quả mà người khác không có được. Không có được. Rồi. Còn Phục chưa thấy, xin chia sẻ với anh chị, Phục chưa thấy ông nào chơi T3 mà thành huyền thoại được cả. Phục chưa thấy. Các cái nhà đầu cơ huyền thoại trên thế giới, họ đầu cơ theo dòng tiền hay họ đầu cơ theo kỹ thuật ấy, thì họ tất cả họ cũng đều dựa trên những cái doanh nghiệp xuất sắc cả. Nhưng về cơ bản nếu có thống kê thì cho thấy là các nhà đầu cơ lúc tài sản vừa vừa nhỏ nhỏ thì họ tăng rất nhanh. Nhưng đến lúc tài sản ở quy mô rất lớn thì nó không tăng được hoặc tăng cực chậm. Còn đối với những nhà đầu tư theo cơ bản ấy, trường phái nắm giữ lâu dài ấy, những cái cổ phiếu xuất sắc ấy, thì lúc tài sản nhỏ có thể họ đi chậm một chút, nhưng đến khi tài sản ở quy mô rất lớn thì họ lại vẫn đi tốc độ như thế. Và xin thưa mấy anh chị, nó cũng không chậm đâu, 1 năm 2-3% là một điều trong tầm tay đối với cái chiến lược tích sản của chúng ta. Và 2-3% nếu 1 năm thì nó không tỏ ra sinh lời quá cao, nhưng mà đến 10 năm, 20 năm thì nó sẽ cho thấy cái tác dụng của lãi suất kép. Còn nếu anh chị đầu cơ thì nó sẽ không có lãi kép đâu anh chị. Bởi vì sao? Anh chị đầu cơ mà anh chị cứ gấp thép 10 lần chúng, chỉ cần lần thứ 11 ra đi, thế là các anh chị đi sạch toàn bộ tài khoản. Còn đầu tư thì nó sẽ khác, nó đi đến đâu nó chắc đến đấy, bền vững đến đấy anh chị ạ. Nó không nhanh nhưng nó sẽ rất rất bền vững là như vậy. Thì trên đây là Phục đã trao đổi qua về những cái thành quả của các cái cổ phiếu mà chúng ta đã đặt giá chốt lời, ví dụ RE này, Đạt này, đúng không? VAC chúng ta đã đạt giá chốt lời. Cổ phiếu đạt giá chốt lời đầu tiên ngay đầu năm 2021 đã đạt chốt lời, đó là chính là cổ phiếu Park này anh chị ạ. Đây, cổ phiếu Park cuối 2020 tháng 10 cộng đồng của chúng ta thành lập thì ngay đầu năm nó đã tăng 30-40%. Rất mạnh. Đúng không? Cổ phiếu gas thì chúng ta cũng đạt giá chốt lời rồi. Rất tốt. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mục tiêu mua khá hấp dẫn, giá thấp và nó đạt lợi nhuận cũng rất cao. Hay cổ phiếu PLX thì lợi nhuận nó mỏng hơn nhưng cũng đạt giá tích sản rồi. Chốt lời của chúng ta rất mạnh mẽ ở đây rồi anh chị ạ. Vùng mua của PLX là 50 đến 55. 50 là chính và chốt lời đây. Đúng không ạ? Cổ phiếu POW chúng ta đã đạt mức chốt lời. Cổ phiếu Tiên Phong Bank chúng ta đã một lần đạt mức chốt lời, đã một lần đạt mức chốt lời rất mạnh mẽ. Cổ phiếu Thế Giới Di Động đã một lần đạt chốt lời, đã một lần đạt chốt lời đâu đó đây đúng không ạ. Rồi cổ phiếu FPT cũng là một cái mẫu hình kinh điển đã đạt một lần chốt lời, và sau khi review lại cho 2022 2023 thì EZFIN lại có vùng giá mới cho tích sản của chúng ta đúng không ạ. Hay là BWE trong cộng đồng chúng ta cũng đã đạt mức chốt lời rất mạnh mẽ. Còn những cái cổ phiếu nào chưa đạt, ví dụ Techcombank, bởi vì kỳ vọng rằng cổ phiếu này đầu tư rất rất lâu dài, chuyên chúng ta đã tích sản đầu tiên từ năm 2020 cơ, giá tương đương với khoảng 21-22 cơ, đã tích sản từ đấy. Nhưng mà mục tiêu của Techcombank với AZFIN đưa ra này, tối thiểu tích sản phải 3 năm nữa thì mục tiêu nó rất lớn nào. Hay Hòa Phát này đưa ra hồi năm 2020 đây, giá lúc ấy chỉ tương đương với khoảng 19 đúng không ạ, 19-20 đúng không ạ. Đó, hay là cổ phiếu chưa đạt tích chốt lời đây, ví dụ cổ phiếu Vinamilk đúng không ạ. Đó, đưa ra thì nó ở vùng giá này khoảng 90 90, thì bây giờ giá nó là 75 đó, tức là hiếm hoi có cổ phiếu nó lại giảm giá từ lúc tích sản. Tuy vậy thì cổ phiếu này với cái việc mang lại cổ tức khoảng gần 4.000 đồng một năm thì cái suất cổ tức đâu đó nó 5%,
nó kém hơn lợi suất ngân hàng một chút thôi nhưng nó rất vững chắc. Và trong tương lai lâu dài, nếu mà Vinamilk sẽ quay trở lại tăng trưởng thành công thì giá nó có thể bật rất mạnh nữa. Hoặc là các cái câu chuyện liên quan đến thoái vốn của SCIC mà diễn ra thì cái cổ phiếu Vinamilk này rất hấp dẫn. Lần này không những là hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài mà thậm chí là hấp dẫn cả các cái nhà đầu tư trong nước. Ví dụ Masan chẳng hạn, bây giờ tiềm lực mọi thứ của họ rất mạnh. Nếu mà họ được phép mua, Vinamilk phục tin rằng là họ cũng sẽ mua đấy, để làm dày hơn cái hệ sinh thái của họ. Hay rất nhiều các đại gia lớn của Việt Nam, rất nhiều tài chính bây giờ sau 2-3 năm khủng hoảng. Đó anh chị ạ. Đó thì chỉ có một số ít các cái cổ phiếu mà chưa đạt ngưỡng chốt lời thôi. Nhưng mà cũng chỉ có một cổ phiếu bị giảm giá thôi. Đúng không ạ? NT2 thì chắc chắn là đạt giá chốt lời rồi. Chốt lời rất ngon, vừa ăn cổ tức vừa chốt lời. PPC đã từng đạt giá chốt lời rất cao rồi. Nó không phải giá 26 đâu, tính cả cổ tức nó lên đến ba mấy ở đỉnh cơ. Đúng không ạ? Chúng ta chốt lời từ chúng ta đây. Đây, chúng ta tích sản từ cái vùng này rất thấp và chốt lời rất cao rồi. Và bây giờ nó về vùng này thì lại bắt đầu lại có thể tích sản vòng mới được. Đúng không ạ? Đó thì cộng đồng của chúng ta hay ngay cả con VIP chẳng hạn, đợt mới đưa vào cái danh sách tích sản, lúc ý vùng giá nó khoảng độ 36. Phục nhớ là cuối năm 2021. Sau đó ngay lập tức nó tăng lên đến hơn 10 giá, đạt giá tích sản rồi. Đúng không? Đó thì đấy là thành quả của cộng đồng chúng ta. Thực tế cộng đồng chúng ta chốt lời đến hơn 75% các cổ phiếu rồi. Và lợi suất rất ổn. Đó thì trên đây là những cái trao đổi của Phục với các anh chị về cái cộng đồng tích sản của chúng ta, về cái thành quả tích sản của chúng ta, cũng như cái cách khai thác những cái nội dung, những cái nội dung ở trong cái cộng đồng tích sản cung cấp để anh chị nâng cao cái kiến thức hơn trong cái đầu tư lâu dài của mình. Đó thì đấy là chính là những cái nội dung mà Phục muốn mang đến với anh chị. Phục muốn mang đến với anh chị. À, đây là giao diện cộng đồng tích sản của chúng ta. Một cái cộng đồng mà rất kỷ luật, không có lùa gà, không có hô hào, mà chỉ có tuân thủ kỷ luật tích sản những cổ phiếu xuất sắc để rồi mang đến những cái thành quả cao cho mọi nhà đầu tư. Và các anh chị hãy tìm hiểu kỹ doanh nghiệp trước khi ra quyết định tích sản. Và tích sản thì hãy tích 3 đến 5 mã. Đúng không ạ? Phục nói lại, anh chị vào đây tìm kiếm, anh chị muốn tìm mã nào anh chị tìm vào đây thì nó sẽ hiện ra hết cho các anh chị, được chưa? Ok, thì Phục xin giải đáp một số câu hỏi như sau. Vâng, của bạn Nguyễn Văn Toản thì DHC tích sản được không? Thì AZFIN cũng đánh giá khá cao cổ phiếu DHC này. Tuy nhiên về cái triển vọng tăng trưởng trong tương lai của DHC thì còn đang ngỏ bỏ ngỏ. Thế thành ra là hiện tại thì AZFIN thấy rằng là chưa cần thiết phải đưa vào. Bởi vì cộng đồng chúng ta cũng rất nhiều các cổ phiếu xuất sắc, chưa nhất thiết phải đưa DHC vào. Bao giờ có cái sự chắc chắn về DHC cũng như định giá tương đối hợp lý thì AZFIN sẽ đưa vào. Rồi có bạn Ngô Duy Nhất ạ, thì có hỏi là theo anh Phục thì ngân hàng còn động lực tăng trưởng không? Thì nền kinh tế mà còn tăng trưởng thì ngân hàng còn động lực tăng trưởng. Thì rõ ràng là bạn có thể thấy rằng ở trên đại hội đồng cổ đông các cái ngân hàng đều đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận thông thường từ 20 đến 40% cả. Và tiếp theo là bạn Hưng Phan có hỏi là bao giờ có gói bảo hiểm đầu tư, không biết quan điểm tham gia bảo hiểm hay tích sản cổ phiếu. Thì về cơ bản là tích sản cổ phiếu thì lợi suất sẽ rất cao, còn bảo hiểm đầu tư nếu bạn mua thì bạn cũng phải mất phí rất nhiều cho họ, phí hoa hồng này kia. Và thực tế chứng minh là cái lợi suất từ bảo hiểm đầu tư của bảo hiểm ấy thì lợi suất nó chưa bằng gửi tiết kiệm. Nếu bạn mua bảo hiểm hãy chỉ mua phần bảo hiểm thôi cho nó đúng với cái nghĩa của nó. Tức là bảo hiểm là bảo hiểm chứ đừng mua phần đầu tư. Với mua phần đầu tư thì họ phải trả hoa hồng rồi rất nhiều các cái thứ khác liên quan. Thế thành ra lợi suất cuối cùng người ta chứng minh được bằng không bằng gửi tiết kiệm. Đúng không? Tiếp theo, bạn Đức Huy có hỏi là TDM chào bán cổ phiếu ra công chúng thì xóm trưởng đánh giá sao? Thì Phục vẫn chưa có thông tin rõ về vấn đề này. Nếu mà họ đấu giá chẳng hạn thì đấy là một điều rất công khai, minh bạch và rõ ràng thôi. Không gì cả. Nếu mà anh chị muốn đầu tư lâu dài thì anh chị có thể là tham gia đấu giá với cái vùng giá mà các anh chị đề ra hấp dẫn thì mua, còn không thì thôi. Thì mình cứ đặt giá đi ạ. Đúng không? Và anh Hưng Dương, Mr. Dương Hưng Dương thì bảo là VSC mình được 130% rồi. Thì chúc mừng Hưng nhé. Lâu lắm không gặp Hưng rồi. Thì
Thực sự phải nói là Hưng là một người rất là kiên nhẫn khi nắm giữ đấy. Lợi suất cực kỳ khủng khiếp. Và ok, cổ phiếu VTO thì cổ phiếu này có cổ tức khá tốt nhưng mà nó chưa hợp với tích sản bạn nhé. Và như vậy là Phục đã trả lời, trao đổi giao lưu với các anh chị rất nhiều những cái thông tin về cái tích sản cổ phiếu. Thì chúc các anh chị có được những cái kiến thức hữu ích, và đặc biệt là chúng ta hãy kiên định với cái con đường chúng ta đã lựa chọn là con đường đúng, để từ đó xây dựng được một cái kênh tài sản sinh lời bền vững, cao, lâu dài, hướng đến mục tiêu tự do tài chính và còn xa hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái nội dung livestream lần sau của cộng đồng chúng ta.